Cuộc sống này lắm bon chen, còn thấy mình lẹt lắm ở trong tù. Trời ơi là trời mấy bạn ơi, đã gọi là hơn một tuần rồi, hơn một tuần rồi mình vẫn còn mấy đang bị nhốt ở trong tù mấy bạn ơi. Mấy bạn biết lý do sao mình bị nhốt vô trong tù không? Là bởi vì mình ăn nhiều quá cho nên là mọi người trong làng Hero Team quyết định nhốt mình vô tù cho mình khỏi ăn nữa bạn ơi. Trời ơi, các bạn kêu á là mình ăn nhiều như heo cho nên là anh Dịch quyết định nhốt mình vô trong tù luôn để không cho mình ăn nữa. Trời ơi là trời, buồn quá. Bị nhốt vô tù một tuần lễ luôn rồi mà chưa được thả ra nữa. Trời ơi, ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình nha anh em nha. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini quơ cho các bạn xem rồi đây. Các bạn xem đây, xung quanh của mình các bạn thấy là mình đang ở đâu đúng không? Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là một cái nhà tù ở trong mini quơ các bạn ơi. Đó, một cái nhà tù nha. Thì ở đây các bạn coi là hiện tại là đang có một cái thằng tù nhân nó đang ngồi làm gì đây? Nó đang mài dao bạn ơi, trời ơi nó mài dao kìa. Tao là Linh Xe Ôm, đàn em của tài chó điên. Tao sẽ giết hết tất cả, một mình tao chấp hết. Mình không hiểu tại sao trong nhà tù lại có được xài dao nữa. Mình thấy thằng nãy ngồi nó mài dao bạn ơi, trời nó mài dao nè. Mình nghĩ rằng thằng này chắc là đại ca trong tù bạn ơi. Các bạn biết sao không? Là bởi vì nó có một cái vết sẹo ở trên mặt nữa bạn. Đó, nhìn y hệt như là đại ca trong tù luôn, nhìn khá là ghê các bạn ơi. Ok, tiếp theo nữa là ở đây là đang có một cái thằng tù nhân. Nó đang cầm cái gì đây? À, cái điện thoại bạn ơi, trời ơi. Ê bạn, tính ra là nó ở trong tù mà nó còn cầm điện thoại nó selfie bạn ơi. Nó còn selfie mà nó còn cười nữa chứ. Lâu lâu vô tù vui ơi là vui luôn trời. Phải chụp ảnh đăng Facebook mới được. Mày ở tù mày vui lắm hả mày? Hay sao mày cười? Trời ơi là trời. Ê, chắc mình nghĩ là chắc thằng này nó đang chụp ảnh, nó đang ở trong tù, xóa đảo đăng lên Facebook. Vui quá, hôm nay được đi tù rồi. Trời ơi là trời. Cái nhà tù này riết là tàn mấy thằng bị khùng của bạn ơi. Ok, thằng này là gì đây? Hu hu mẹ ơi, con muốn về nhà, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. À, thằng này nó đang khóc mấy bạn ơi. Trời ơi thương quá vậy, trời ơi khóc đòi về nhà nè, nhìn cái mặt thấy buồn ơi là buồn nữa nè. Ok, rồi coi thằng tiếp theo là thằng nào đây. Thằng tiếp theo nó đang gọi là nhìn gì vậy? Đó có nhìn gì vậy? À, nó nhìn xuống dưới đất mấy bạn ơi. Nó đang đếm thử coi, 1 viên gạch, 2 viên gạch, 3 viên gạch. Đó, nó đang đếm gạch các bạn ơi. Bởi vì là ở trong đây á, không có gì để chơi hết. Không có máy tính, không có điện thoại. Cho nên là nó đành phải nhìn, nó phải nhìn xuống dưới đất để nó đếm gạch các bạn ơi. Đó, mình nghĩ là giống chắc là như vậy á. Đó, ok. Rồi thằng bên đây làm gì đây? Thằng bên đây thì nó lại úp mặt vô trong tường bạn ơi. Trời ơi là trời. Riết rồi cái nhà tù này á ha. Mình bị nhốt chung với mấy thằng này riết rồi chắc mình bị khùng theo bọn nó luôn quá trời. Thằng nào mình cũng thấy không được bình thường hết bạn ơi. Trời ơi, không được. Để không bị khùng giống mấy thằng ở trong nhà tù này thì mình phải tìm cách để mình vượt ngục thôi bạn ơi, chứ mình không thể nào mình ở đây được nữa rồi. Các bạn biết sao không? Bởi vì trong đây là một thằng này, hai thằng, ba thằng, bốn thằng, năm thằng. Năm thằng này thằng nào cũng có vấn đề hết. Mình ở trong đây chung với bọn nó riết bọn nó cắn mình cái là mình khùng theo bọn nó luôn á, cho nên không được. Mình phải tìm cách vượt ngục thôi bạn ơi. Phải tìm cách vượt ngục. Hey, làm cách nào để vượt ngục đây? Hay là bây giờ mình đập tường mình chạy ra ngoài ta? Nhưng mà không được, ở ngoài kia đang có mấy anh công an. Mấy anh công an đang đứng ở ngoài đó canh mình cầm súng nữa, cho nên là mình không chạy ra ngoài đó được. Ui, ở đây có cái nắp cống nữa bạn ơi. Hay là mình chui xuống cống ta? Ok, chui vô. Ôi ơi, không được rồi các bạn ơi. Mình mập quá cho nên mình chui không vừa cái cống mấy bạn ơi. Giờ sao đây ta, chết tôi rồi. Giờ làm cách nào để vượt ngục đây ta? Ê tụi bay có biết cách nào để vượt ngục không? Chỉ với tao với coi. Trời ơi là trời. Giờ làm cách nào để vượt ngục ta? Ủa cái này là gì đây? Ủa, hình như mình thấy cái gì mấy bạn ơi. Hình như có cái lỗ dưới đây này sao nè. Cái này là một cái ống nước các bạn ơi. Mình đã chui vô trong cái ống nước nè. Ha, mình đang vượt ngục. Hấp dẫn. Ok, chạy đi. Một cái ống cống mấy bạn ơi. Vậy là mình sắp vượt ngục thành công rồi. Ủa tại sao lại có cái thằng này đứng bên dưới đây? Nó đang làm gì ạ? À, nó đang hút thuốc các bạn ơi. Nó đang hút thuốc. Trời ơi, hút thuốc là có hại cho sức khỏe lắm nha. Đừng hút thuốc nha mày. Ok, mở nóc chạy ra ngoài. Yeah, mình đã thoát ra khỏi tù rồi bạn ơi. Yeah, ok. Trời ơi, mừng quá bạn ơi. À mà quên nữa, trước khi mà vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em hãy nhớ nè là khi xem video mà có hiện ở quảng cáo á, hãy nhớ là xem hết quảng cáo hoặc là bấm vào trong quảng cáo để mình có tiền để nuôi bé Cam nha anh em. Bây giờ mình đang trên đường về nhà để mình thăm bé Cam đây. Mình phải vượt ngục khỏi nhà tù này các bạn ơi. Ok, rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Đi đường này ra ngoài đây đúng không? Ok, dễ mà.
Trời ơi, nó còn chuẩn bị gọi là bẫy nữa nè anh em ơi. Đúng là nhà tù gọi là nó chuẩn bị bẫy cho tù nhân không trốn thoát nè. Hay ghê luôn á. Ôi, cái này là gì đây? Ui, tia laser. Wow, cái này mà đụng vô cái là chết luôn á. Ui, ui trời ơi, đụng vô cái là mất máu các bạn ơi. Không được, không được. Mình phải nhảy qua, mình phải nhảy qua. Hey, nó dễ. Hey, trời ơi, mấy cái này dễ ẹt à. Ngày xưa Phong rất là hay chơi nhảy dây các bạn. Cho nên là Phong nhảy rất là hay nha. Đó. Ok. Ui, ở bên dưới nó còn nuôi chó nữa bạn ơi. Trời ơi, chó bạc rơi. Ê, rồi xong. Chết queo luôn. Trời ơi, mấy con chó này. Mày hả chó? Ôi trời, trời, nó cắn mình đâu bạn ơi. Nó cắn mình có hai cái thôi mình chết rồi. Cho nên thôi, mình không chọc nó đâu. Chọc nó cắn chết. Ok. Giờ chỗ này nhảy qua lava. Ôi, bên dưới đây lava quá trời luôn bạn ơi. Hàng nào mà muốn vượt vượt ngục thì chắc cũng chết quá. Tại dưới đây lava không mà ghê thiệt chứ. Còn này là gì đây? On và up. Cái này là gì? À, cái này bấm cái này cho nó xoay hả? Ôi, bấm làm gì? Tôi không cần. Tôi nhảy qua luôn. Hê, nhảy qua đây. Ủa, mình nhảy qua đâu nữa? À, nhảy qua bên kia, nhảy qua bên kia. Hê. Ủa, cái chỗ này nó khóa rồi bạn ơi. Giờ làm sao để qua được ta? À, mình nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Mình sẽ gạt cái cần gạt này đúng không? Sau đó nó sẽ mở cửa. Đó, đúng luôn các bạn ơi. Ok, chui qua nào. Ô, hello anh. Ủa, nó đang làm gì vậy? Nó đang vỗ tay bạn ơi. Trời ơi, à chắc là nó thấy mình đẹp trai quá cho nên nó vỗ tay, nó chúc mừng mình đã vượt ngục thành công á chứ gì đúng không? Ok, thôi tao đi đây nha. Bye bye. Mày ở tù vui 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 vẻ nha. Tao vượt ngục đây. Cái này là gì đây? Ờ, một cái hầm mấy bạn ơi. À, mình sẽ phải chui qua hầm mấy bạn ạ. À. Chui qua hầm. Ui, chui. Chết rồi bạn ơi. Mình gặp công an rồi. Thôi toang rồi. Cái gì vậy? Ui. Ê, mình thấy cái thằng cầm điện thoại selfie hồi nãy nè bạn ơi. Trời ơi, tao vượt ngục mà mày còn bấm điện thoại lên mày livestream đó hả? Trời ơi trời. Ờ, gì chạy hả? Ok, chạy qua đi. Ui, công an quá trời luôn bạn ơi. Trời, toang rồi. Trời ơi, quá trời công an luôn. Ấy, trời ơi, bên đây cũng có mấy anh ơi, tha cho em lần này đi. Ok, chạy. Mình phải vượt ngục mấy bạn ơi, phải vượt ngục. Ủa, trời. Cái gì đây? Ủa sao bên đây có mấy thằng công an nó nằm chết, rụng tay rụng chân tùm la ghê vậy? Trời. Để mình qua mình coi coi. Ủa, có một em gái bạn ơi, có một em gái rất là xinh đang đứng ở chỗ này. Nó đang vẫy tay nó chào mình. Trời ơi. Em ơi, em đừng nói là em giết hết mấy thằng công an nha em. Trời ơi, một đứa con gái mà nó giết hết mấy thằng công an nữa bạn ơi. Janare hay là cái gì trời? Hình như con bé này là Janare các bạn ơi. Trời ơi, sợ quá. Ok, cái này là gì đây? Súng. Wow, lấy hết. Ok, hấp dẫn. À, mình hiểu rồi. Chúng ta sẽ lấy súng để chúng ta chiến đấu với công an các bạn ơi. À, chiến đấu công an đi vượt ngục đúng không? Ok, cảm ơn em nha. Anh đi đây, anh sẽ vượt ngục thành công. Đó, chạy ra ngoài đây. Ui, cái gì vậy? Sao? Ui, công an hả? Ây da, nó bắn mình ra ơi. Trời, đâu quá. Ok, à, trời ơi mấy bạn ơi. Đến chỗ này là công an có thể tấn công được chúng ta nha. Và chúng ta sẽ phải chiến đấu với công an các bạn ơi. Toang rồi. Ok, mình sẽ nạp đạn vô nè. Rồi, 1, 2, 3. Tôi mới vừa đếm xong tôi chết luôn mấy ông ơi. Trời ơi là trời. Rồi không sợ. Hồi sinh nè. Hây, bắn. Công an hả mày? Một thằng. Ô trời, đông quá đâu á. Hây. Hai thằng. Chết chưa? Ủa chưa chết hả? Thằng công an này nó mặc cáo giáp gì mạnh vậy? Ok, chết nè. Hây. Mày. Ôi trời ơi, mấy thằng công an này bọn nó khỏe bạn ơi, bắn quá trời bọn nó không chịu chết luôn. Ok. Còn mấy thằng bên đây mình sẽ xử luôn nha. Xử hết. Chết mày nè con. Ok, còn hai thằng chỗ này bạn ơi. Ok, mình sẽ xử luôn nha. Hit shot. Bắn vào đầu nè. Mày hả mày? Ok. Mày nè, chết đi. Ok, một thằng chết nè. Còn thằng bên đây nữa. Chết luôn đi. Ok, chết queo hết các bạn ơi. Ok. Ủa gì đây? Sao có một thằng tù nhân nằm ở đây vậy? Ui, đại ca chống tù. Trời ơi, anh bị sao vậy? Tại sao nhìn anh máu me không vậy anh? Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Hình như là anh này anh cũng vượt ngục và anh bị mấy thằng công an bắn chết các bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Để tôi bắn anh thêm cái cho anh chết luôn nha. Anh chết đi. Ok. Chúng ta làm gì đây? Đừng có nói là leo lên xe chạy trốn nha. Vậy là mình vượt ngục rồi hả? Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy con gì đang là nó đang đứng trên đây không? Mình không biết con này là con gì luôn bạn ơi, sao nhìn nó đứng cái tướng thấy nhìn thấy ghê quá vậy. Nhìn gớm gì đâu luôn trời. Ơi thôi leo xe. À ok. Thôi, vượt ngục. Chạy đi. Ok, xe chạy rồi bạn ơi. Vậy là mình vượt ngục thành công rồi anh em ơi. Trời ơi, mình thoát khỏi đây rồi, mừng quá. Ok anh em ơi, thì mình nghĩ rằng là mình đã vượt ngục thành công rồi đó. Thì nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình vượt ngục đấy bạn ơi. Yeah. Mà khoan, sao cái xe này chạy chậm quá vậy? Để tao lái cho nhanh nè. Ok, chạy thôi. Let's go and...